trở lại thể thao hoặc tập thể dục sau khi hồi phục từ Covid-19. Cho dù bạn là vận động viên, sinh viên hay người lớn năng động đã hồi phục sau Covid-19, bạn có thể muốn trở lại sân đấu hoặc tiếp tục thói quen tập thể dục của mình. Hoặc, nếu bạn không có triệu chứng hoặc nếu bệnh của bạn nhẹ, bạn có thể tự hỏi mình có thể làm những hoạt động nào trong khi chờ đợi hết nhiễm trùng. Bác sĩ y học thể thao Marie Schaefer, Trung tâm Sức khỏe Gia đình Lakewood, Hoa Kỳ thảo luận về các khuyến nghị và hướng dẫn mới nhất để trở lại thể lực an toàn sau Covid-19. Nhiều tác động lâu dài vẫn chưa được biết. Hiện tại chúng ta chắc chắn biết nhiều hơn những gì chúng ta đã biết khi đại dịch bắt đầu, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết về tác động lâu dài của Covid-19. Chúng ta biết rằng virus có thể dẫn đến tổn thương tim, não, phổi và thận, nhưng không có cách nào để xác định chính xác hoặc dự đoán chính xác những người này sẽ là ai. Một số người cũng có thể gặp phải các triệu chứng kéo dài, bao gồm khó thở, đau cơ, mất sức chịu đựng và kiệt sức tất cả đều là tin xấu nhưng đặc biệt là đối với các vận động viên và những người hoạt động tích cực tiến sĩ Sever nói sự thật là căn bệnh này có thể ảnh hưởng đến mọi người một cách khác nhau bất kỳ ai kể cả các vận động viên trẻ đều có thể gặp phải trường hợp nghiêm trọng hoặc bị tổn thương lâu dài đó là lý do tại sao điều này rất quan trọng điều này đặc biệt đúng với những người hoạt động tích cực vì có thể khó nói ai đó sẽ có những ảnh hưởng lâu dài nào sau khi họ khỏi bệnh một số người có thể đánh giá tốt và sẽ có thể quay trở lại trung đoàn huấn luyện cũ của họ trong khi những người khác sẽ thấy rằng thành tích thể thao của họ không như trước đây, đối với phần lớn các vận động viên và những người năng động, việc trở lại hoạt động có thể là một quá trình chậm và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bạn nên làm việc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để đảm bảo rằng bạn đang tiến triển phù hợp và theo dõi các triệu chứng của mình. Nếu bạn đã tiếp xúc với COVID-19. Nếu bạn đã tiếp xúc với ai đó có COVID-19, bạn sẽ cần phải cách ly, kiểm dịch ngăn cách và hạn chế việc di chuyển của những người tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm để xem họ có bị bệnh hay không các vận động viên và những người năng động có thể tập thể dục trong điều kiện cách ly miễn là họ có thể duy trì các hạn chế, đi tập gym hay đi tập là khỏi. Thay vào đó, hãy tìm các bài tập thể dục tại nhà. Nếu một vận động viên trong diện cách ly bắt đầu cảm thấy ốm, họ nên ngừng tập luyện ngay lập tức. Nếu bạn được chẩn đoán với COVID-19. Nếu bạn đã được chẩn đoán với COVID-19, bạn sẽ được đưa vào cách ly. Cách ly tách những người bị bệnh bị bệnh truyền nhiễm với những người không bị bệnh những người bị cách ly không nên rời khỏi nhà của họ vì bất kỳ lý do nào khác ngoài trường hợp khẩn cấp. Nên cách ly một thành viên bị bệnh sang một phòng và che mặt cho tất cả các thành viên trong gia đình để giúp ngăn ngừa các thành viên khác bị bệnh. Các vận động viên đang bị cách ly nên hạn chế thực hiện bất kỳ bài tập nào cho đến khi họ được giải phóng khỏi sự cách ly và cuối cùng được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phép. Tiếp tục hoạt động. Các mốc thời gian để trở lại thể thao hoặc tập thể dục. Trong khi một vận động viên hoặc một cá nhân năng động bị bệnh COVID-19, họ không nên tham gia vào bất kỳ hoạt động thể chất nào và nên tập trung vào việc nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước, dinh dưỡng hợp lý và theo lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Thời gian quay trở lại tập thể dục hoặc thể thao được xác định theo mức độ nhẹ, trung bình hoặc nặng của trường hợp. Tất cả các vận động viên và những người tập thể dục có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, bất kể triệu chứng, phải nghỉ ngơi tối thiểu 10 ngày, không nên hoạt động thể chất hoặc tập luyện trong khung thời gian 10 ngày đó nếu một vận động viên xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng thì ngày cách ly bắt đầu từ ngày xét nghiệm dương tính nếu chúng có triệu chứng giai đoạn này bắt đầu từ ngày các triệu chứng bắt đầu nếu một vận động viên chỉ bị bệnh nhẹ hoặc xét nghiệm dương tính mà không gặp bất kỳ triệu chứng nào họ có thể cân nhắc trở lại hoạt động sau thời gian cách ly 10 ngày sau khi thời hạn 10 ngày trôi qua vận động viên có thể cân nhắc việc dần dần trở lại hoạt động thể chất nhưng không được có các triệu chứng nếu một vận động viên bị bệnh vừa hoặc nặng hoặc nếu họ phải nhập viện Họ nên được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đánh giá trước khi bắt đầu lại bất kỳ loại hình tập luyện nào. Những người này có thể cần phải làm các xét nghiệm bổ sung, bao gồm điện tâm đồ, chụp ảnh tim hoặc xét nghiệm máu trước khi họ được xóa để bắt đầu hoạt động trở lại. Viêm cơ tim ở vận động viên và người năng động, do nguy cơ viêm cơ tim gia tăng này, các vận động viên trở lại sau khi nhiễm COVID-19 cần được bác sĩ chăm sóc sức khỏe xác định xem có cần xét nghiệm bổ sung hay không, do nguy cơ viêm cơ tim các vận động viên và bất kỳ ai tập thể dục nên tuân thủ các hoạt động thể chất trở lại trong vòng một tuần để theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng của biến chứng nghiêm trọng này. Dần dần trở lại thể thao cho các vận động viên sinh viên và người lớn năng động. Các vận động viên học sinh và bất kỳ người lớn năng động nào nên hoàn thành một cuộc trở lại của giám sát, đã tốt nghiệp để trở lại tiến trình thể thao khi họ quay trở lại luyện tập, huấn luyện hoặc tập thể dục. Quá trình này thường được gọi là quay lại chơi và bao gồm 7 giai đoạn. Các vận động viên nên bắt đầu ở giai đoạn 1 và chỉ tiến tới các giai đoạn tiếp theo miễn là họ không có triệu chứng bất cứ khi nào có thể các vận động viên trẻ tuổi nên có sự giám sát và hướng dẫn của một huấn luyện viên thể thao về sự tiến bộ nếu không có huấn luyện viên thể thao hãy cân nhắc nhờ huấn luyện viên hoặc phụ huynh giám sát quá trình này để đảm bảo an toàn đối với người lớn năng động hãy nhớ theo dõi các triệu chứng của bạn hoặc nhờ bạn bè hoặc thành viên trong gia đình để mắt đến bạn nếu vận động viên gặp phải bất kỳ triệu chứng cờ đỏ nào sau đây trong quá trình cố gắng tiến triển họ nên ngừng tập ngay lập tức đau ngực hoặc tim đập nhanh buồn cười đau đầu nhịp tim cao không tỷ lệ thuận với mức độ gắng sức hoặc thời gian phục hồi nhịp tim kéo dài cảm thấy lâng lâng hoặc chóng mặt khó thở khó thở hoặc thở nhanh bất thường mức độ mệt mỏi quá mức sưng ở tư chi ngất ngất đi trải qua thị giác đường hầm hoặc mất thị lực nếu các triệu chứng thuyên giảm vận động viên nên nghỉ ngơi trong 24 giờ và bắt đầu trở lại ở giai đoạn trước họ có thể tiếp tục tiến bộ nếu họ cảm thấy khỏe nếu bất kỳ triệu chứng nào vẫn tồn tại sau 24 đến 48 giờ hoặc nếu chúng không biến mất sau khi ngừng tập thể dục hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để được khuyến nghị về đánh giá và xét nghiệm bổ sung. Khôi phục sức khỏe trở lại Trở lại thể thao và tập thể dục sau khi phục hồi từ COVID-19 có thể là một quá trình chậm và khó chịu. Tiến sĩ Schaefer đưa ra lời khuyên bổ sung để giới thiệu lại thể dục, lắng nghe cơ thể của bạn. Nếu bạn đang gặp các triệu chứng như đau ngực hoặc tim đập nhanh, hãy ngừng tập thể dục ngay lập tức và tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Tập thể dục và vận động rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Nhưng đối với Covid-19, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm khi chúng ta tìm hiểu thêm về virus. Tiếp tục theo dõi bản thân và nếu bạn cảm thấy có vấn đề gì đó không chỉ là khác thường, hãy ngừng tập thể dục và nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Các triệu chứng cờ đỏ cần theo dõi được liệt kê ở trên. Bình tĩnh, đừng cố gắng vượt qua như bạn đã từng. Các vận động viên ở mọi lứa tuổi nên theo một quá trình dần dần để trở lại tập thể dục bạn sẽ cần xây dựng thời gian và cường độ tập luyện của mình. Bắt đầu bằng cách đi bộ chậm và nếu cảm thấy ổn, hãy thử đi bộ nhanh vào ngày hôm sau. Sau đó, tăng lượng thời gian bạn đi bộ, dần dần hình thành trong khoảng 1 đến 2 tuần trước khi bạn quay lại bài tập HIIT hoặc CrossFit mà bạn đã tập trước COVID-19. Kiên nhẫn, ngay cả khi bạn đã tập luyện cho một cuộc chạy marathon trước khi bị nhiễm bệnh, bạn sẽ có thể phát hiện ra rằng cơ thể của mình đã thay đổi một chút. Điều này cần phải thận trọng hơn. Đừng đẩy quá mạnh vào cơ thể vẫn đang cố gắng phục hồi. Cảm ơn bạn đã xem video, bạn hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh